What? Hello, could you? Okay, turn it forward. Hello, Goku. Today, Goku are Goku are. Goku on! Mommy toy, Goku on! Goku don't have a toy! I switched the toy machine before! Then I was gonna be sad. Okay, Goku on! That's enough little toys. But I wanted more toys. It was no fun. I want a Rainbow Blocks toy. I want Elsa bad toy. I want a Grand House toy. Then I want something. Gonna be something. A water for you so you're tired. Here, what's happened? Something happened. No, try. Why is something better on you? Con này của ai vậy? Súng này của ai hả? Hả? Súng này của ai hả? Ồ, súng này ở nhà bà đi đâu ra đó hả? Đi qua kiếm Andrew coi xong hôm qua thì trời mưa. Nên là mày thấy Andrew mẹ nó dẫn nó đi học về cái là đi thẳng về nhà luôn. Mà sao còn mà mấy nay không thấy Andrew luôn á. Đúng rồi. Mà mày nghĩ giờ tối mà giờ là gần 7 giờ tối rồi, cô chú có tin tại trời này 7 giờ tối không? Mà giờ này là Audrey nó sắp ngủ rồi. Ờ, Audrey là sleepy head hả con? Mày nghĩ không có nhà con ơi, không, không có nhà. Đóng cửa luôn kìa. I think remember Audrey, remember mom close the door. Không có nhà. Trời ơi coi chay coi hoa mẫu đơn coi đẹp dễ sợ không chay? Chay là hửi hoa chay. Trời ơi, hoa đẹp dễ sợ luôn. Trời, tôi kêu nó lại hửi hoa, nếu đứng nào nó hửi coi được đời nó không. Trời trời. Đây, 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 lại đây, mẹ muốn con hửi cái hoa này nè. Hửi hoa này mà mới đặc biệt, special. Hoa này là nó special luôn á. Rồi, tướng hửi hoa, đứng hửi hoa, đứng sao. Buzzabut hả? Rồi, đi vô nhà ta làm chi, bước ra. Mẹ đâu có biết đâu, đi lẹ lên. Nhà này nhỏ quá hả? Nhà mình cũng có bự hơn ta đâu, chê nhà người ta nhỏ. Hả? Hả? Không có được nói vậy nha. Nhà mình cũng nhỏ xíu mà chật chội đó, không đi chê nhà người ta nhỏ. Tùm lô. Đúng rồi, giống nhà mình nhỏ xíu à. Nhà mình nhỏ mà còn chật nứt nữa. Mom, you want to go to the... You want to go to... Nói tiếng gì cây? Nói tiếng mẹ, gì? Mẹ, you go to book right? Ồ, cũng muốn lấy thuyền hả? Nhưng mà bây giờ ba mắc học bài rồi, đâu có đi lấy thuyền được. Ủa, bà đi đâu rạch rồi? À, không có nhà hả? Rồi, dép con đâu, con không đang dép vô. Gõ cửa hả? Trời, con cái tướng đi kìa, cái tướng đi kìa. Mẹ, mẹ, làm sao? Hello. Hey, I'm good. How are you? No kidding. Oh, wow. I know, right? All of a sudden, it was like 47 degrees. I'm like, seriously?
Welcome to Michigan. Right. Cô, cái cô hàng xóm cô nói hả, chuẩn bị cuối tuần nay là hả 30 mấy độ F, 30 mấy độ C, mà cách đây mấy ngày, hôm qua hôm kia với bữa nọ chỉ có là 10 mấy độ C thôi. Ngọc nói ok, đó Michigan đó. Mà bây giờ bữa nay là hả? Xong có ai là người sủa woof woof? Cái gì là người sủa woof woof? Oh, a doggy. Đúng rồi, con chó. Con nói đi, con chó. À, tại sao mà con chó nó sủa mà con không nghe, con không thấy nó hả? Chắc nó sủa ở trong nhà, nhà người ta đóng cửa nên là con không có thấy. Con mèo nó kêu làm sao? À, rồi con cái gì vậy? Con heo nó kêu làm sao? Ôi quạt hả? Kêu lại coi. Ôi ôi. Ôi đúng rồi. Rồi con gà nó kêu sao? Có biết con gà kêu sao? À kêu sao? Làm lại. À, con gà kêu vậy hả? Rồi con gì nữa ta? Con vịt kêu sao? Bậy. Con vịt nó kêu quạt. Quạt là kêu cạp. Chứ kêu sao? Kêu quýt quýt hả? Bữa nào con chỉ cho mẹ con vịt nào mà kêu quýt quýt vậy nha. À, con chim nó, con chim nó kêu sao? Chuyết chuyết hả? Chuyết chuyết lần chim kêu hả? Rồi con chay nó kêu sao? Chay nó kêu sao? À, con đứng đó à, con đứng đó mà, nhưng mà nó, con cũng là con người mà, con kêu sao? Con chay kêu mommy. Oh, con muốn chơi frog gì vậy? Ok, bây giờ con muốn làm con muốn làm con ếch hay là mẹ là con ếch? Mẹ. Sao? Ai làm con ếch? À, bây giờ con làm con ếch phải không? Rồi, con làm ếch đi. Rồi, bây giờ nè, cái này là một ngủ. Mẹ khoan. Trước khi mình làm cái này, mẹ phải nói cho cô chú nghe cái câu chuyện chuẩn bị gì sắp xảy ra. Ngọc cũng mua cho chơi một cuốn sách. Rồi trong cuốn sách đó nhà dạy á, là con ếch á, mà mùa đông á, mà đang tuyết ở ngoài trời á, mà con ếch nó muốn đi ra ngoài nó chơi với tuyết. Ok, rồi bắt đầu bây giờ con ếch diễn. Ếch ngủ. Con làm con ếch hay làm con làm ếch nha, phải không? Rồi ngồi ngủ đi. Rồi ngủ cái tướng muốn giật vậy sao? Ngủ tướng giống ếch vậy sợ luôn. Rồi ếch thức dậy, nhìn qua cửa sổ. Rồi ếch thấy gì? Nhìn qua cửa sổ ếch thấy gì? Có birdie. Bậy không à? No. Đây nè, con ếch nó ngủ, nó thức dậy, nó kêu. Nó nhìn ra cửa sổ, nó chỉ ra Snow. Nhớ không? Rồi, nói đây. À, ngủ. It's snow. Oh, tuyết kia. Rồi nó con nói là I wanna go outside. Rồi, đi ra ngoài chơi. Froggy. Don't you remember? Con có nhớ không? Tất cả những cái con ếch của mình á, mình phải ngủ khi mà trời mùa đông. Chừng nào mà không sao. Con muốn đi ra outside con chơi hả? Yeah. Ok, vậy đi. Mặc đồ vô. Rồi, đi đi. Froggy! Yes. Did you forget something? Yeah. What did you forget? My underwear. Go put your underwear. Rồi, my pants. You forget your pants. Rồi, đi vô, mặc quần vô. Con ếch nó quên cái quần nghe cô chú nha. Rồi. Rồi, nhưng mà con ếch trước khi đi ra ngoài là con ếch con quên làm cái con quên diễn cái đó. Trước khi con ếch ra là nó mang vớ vô nè. Nó mang giày vô nè. Nó đeo cái khăn cổ vô nè. Rồi nó đeo cái mitten của nó vô nữa. Hồi nãy con đi ra con đâu có đem đâu, là con diễn thiếu cái đó rồi. Rồi, Froggy. Yeah. Con quên gì á? Con quên cái quần hả? Yeah. Rồi vô cởi ra. No, underwear. Biết rồi, cái quần trong á. Ừ, nói vậy thôi là hiểu rồi. Rồi bây giờ vô thay vô. Oh, no. Private mommy. Đúng rồi, thay đồ là private không được quay. Đúng rồi. Nó nói thay đồ là private không có được quay cô chú ơi. Trời đó, nó thay đồ rồi. Mặc xong chưa? Không quay. Trời ơi. Con người ta thấy ta riêng tư ghê chưa? Thay đồ mà cầm cái máy quay phim quay là không cho. Froggy. Yeah. Did you forget something?
No, bây giờ con quên cái gì? Bây giờ tới con nó quên cái gì? My shirt and and gì? No, I don't want anything. Rồi, hết chơi hả? Yeah. Xong chưa? Yeah. Froggy. Froggy. À, trời, Froggy đi luôn rồi. Nó khoái Ngọc với nó diễn vậy đó, mà bây giờ Ngọc với nó diễn mà nói tiếng Anh hết thì cô chú không hiểu. Mom, you will be Christoph and I'll be... Oh, I will be Christoph and you will be on... Oh, I mean Elsa. Oh, con là Christoph, mẹ là Elsa hả? Rồi giờ mày làm gì? Mày đứng đây mày hát hay gì? Let it go, let it... Cái gì? Trời, trốn, ủa Christoph mấy ra mắt mới gì đi trốn Elsa. Nói tiếng Việt đi, mệt quá. Yeah. Mẹ làm sao? You should be in your house. Ủa thì nhà mẹ bây đang ngồi đây nè. No, right here. Nhà đâu? Nhà đó phải không? Yeah. Ok, rất ngồi. Ok, rồi mẹ ngồi đây. Ủa chứ nhà mẹ đâu? Right there. Ok, ok. Oh, far away. Oh, far away luôn hả? Ok, ra đây. Đừng có xa quá. Rồi, ok, giờ mẹ ngồi mẹ hát cái bài gì? Let it go. Let it go, let it go. Can't hold it back. Hả? No song. Ủa là sao không hiểu no trời. Song. No song là sao? No song, we are at the house. À không hát hả? À không hát thôi. Không, bây giờ mẹ là Princess Jasmine, còn con là Prince Ali đi. Ok rồi, Prince Ali. Prince đâu hả? Rồi, mẹ đứng đây hay là mẹ đi lại đó? À, đứng đây không? Ờ, đứng đây. Rồi, Prince Ali lỡ tới nhà công chúa. Đi lại đây nhà cho nhà công chúa. Cái gì? Nó lớn lên. Mẹ, you say à, mẹ nói mẹ muốn cưới Prince Ali hả? Đâu phải. Con nhớ cái khúc mà người ta hát là I can show you the world. Đó, đó, đó. Mình chơi khúc đó đó. Oh, mẹ nó phải nói là I wanna marry you hả? Ok. Ok. Prince Ali, I wanna marry you. Mom, and the first I know. Hả? Thôi con chơi không có vui gì chơi ơi, con chơi con tào lao quá. Chứ không vui gì á. Rồi lại gõ cửa. Cốc cốc cốc. Hello, Prince Ali. I like you. Like you. You like me too. Mommy. Gì? Prince Ali didn't say like. Ủa, Prince Ali không có nói là I like you hả? No, from the movie they say that. À, trong phim không có nói, bây giờ nói gì giờ? Say hello. À, say hello phải không? Hello. Hello. I love you. I love you very much. Trời ơi, nắm tay nè. Không, mà cô phải đưa tay ra. Con nói, you trust me? You trust me? Yes, I do. Rồi, con hát đi. I can show you the world. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Oh, à, con hát rồi con. Don't sing the song. Okay, hát. I don't know what the song is. Trời ơi, sao? I hear you, but I never knew. No one can tell us no. Where it go? Say we're only dreaming a whole new world. Ôi trời. Gì nữa? My hair is out of way. À, tóc có dính mà anh mắt á. Ừ. I hold a world I never knew. But when I'm wait up here, it's crystal clear. Now, don't sing with me. Oh, hey. Now I am whole new, a whole new world. But you should be roll around. Mẹ, quay. New York. À, đúng rồi. Rồi, cái câu cuối là gì mà hai người nhìn nhau á? A whole new world with you. Hai người nhìn nhau. Đó, nhìn nhau. Ngoái hôn nhau nữa, đúng rồi. Giỏi. Có, cô chú thấy chay đóng phim được chưa cô chú? Đóng phim mà dữ luôn rồi đó, chứ không phải đơn giản đâu đó.
Jasmine. Chay, con có biết cái đó là cái gì của con không Chay? Cái đó là cái bóng của con đó, đúng rồi. Cái shadow của con á, cái bóng của con á. Khi mà mẹ là Princely hả? Jasmine. Princess Jasmine. No, ủa vậy chú? Trời ơi, đóng phim với con này cực ghê, nó cho vai diễn nó phát vai liên tục luôn á. Không biết diễn tới mức độ nào luôn á. Jasmine. Ủa con phải Jasmine hả? Vậy con là gì? Ok, lại mày lại, mẹ lại gần mày mới knock knock được. Ok, lại gần, đứng im, đứng im. No, no, you were, I was staying in this house. Ờ, con đây. And you stay the house. Ok, mày đứng đây nha, và mày gõ cửa nha. Oh no, wait. Khổ chưa? And you stay right there. Ok, mày đứng đây. No, you stay. Trời ơi, cô chú coi nè, nấm quá trời luôn nè. Mà nấm này chắc không ăn được đâu. Quá trời nấm luôn á. Say knock knock, close. Knock knock. No. Trời ơi, I wanna marry you. Rồi sao chạy? Thôi thì nghỉ đi, nghỉ chơi đi, chơi chán quá. À trời ơi, nó muốn đi hái một vài cái bông hồng, có được không? Rose đây nè, bông hồng đây nè. Bông hồng đằng đây nè. Nhà bà Cathy trồng quá trời bông hồng luôn nè. Đó, cô thích hái bông nào con tặng mẹ, con lại con hái bông thôi, tặng mẹ con. Ờ không, không, mẹ thích mày đứng đây nè. Rồi con hái. Ê nó nghe nè, thôi không, nó dẫn cho đừng hái bông đó. Cái bông đó có gai không nè, để mày chỉ cho. Chạy đi. Đây nè. Cái này á là rose, đúng không? Cái này là bông hồng nè, nhưng mà con nhìn vô đây nè. Con nhìn con thấy nó có gai không? Cái gai này bước lại đây nhìn gần vô. Là nó có gai nè, là nó sẽ khi mà con đụng vô nó sẽ đâm tay con nè. Là một ha. Ok, con coi nè, cái gai bự này nè. Đó, đây nè. It's gonna poke you. Nè, thấy chưa? Thấy không? Nên là mình không có đụng vô mấy cái bông hồng này. Bông hồng á, con nhớ cho mẹ một câu, bông hồng là phải có gai. Mà khi mà có gai thì nó sẽ đâm mình, hiểu không? Còn những cái bông này nè, không có gai nè, bông này được nè. Bứt cho mẹ một cái bông thôi. Còn lại con tặng cho mẹ. Chọn một cái bông nào đẹp nhất để tặng cho mẹ. Ok. Rồi. Còn lại con cầm hai tay con tặng mẹ đi. À đi ra ngoài đó phải không? À mày ngồi đây. Ok. Cầm hai tay đi lại đàng hoàng. Yeah. Đưa tặng cho mẹ phải sao? Nói mẹ ơi mẹ. No. Mẹ ơi mẹ, con tặng mẹ. No, it's not. Gõ cửa. Hello. Hi. How are you? Good. How are you? Very good, thank you. Wonderful. What's this little one's name? Jade. Jade, that's beautiful. What you say? I'm Beauty. Oh, Beauty, hi. Nice to meet you, Jade. Giỏi. Hai em biết. Oh. Rồi con đưa hai tay cho mẹ. Không có đưa hai tay, con nói con tặng mẹ. No, this is how you hold it. Đúng rồi, con nói mẹ ơi con tặng mẹ. Can you say it again? No. Okay, no, I want to hear it again. I didn't hear it. Mom is ghost me. Nói nghe nè. Coi ở đâu vậy? Con coi chị. Ủa bông mà sao không tặng mẹ để vậy vậy? Trời ơi, nó coi Prince Ali, nó coi cái phim hoạt hình riết bây giờ, nó đưa cái bông ra, nó hỏi you wanna marry me, có được đời không? Có nghĩa là bạn có muốn cưới tôi hay không đó, có được đời không? Mẹ với con rồi là sao cưới nhau được? Mà bây giờ mình đang chơi trò chơi đúng không? Mình pretend đúng không? Trời ơi, nó nắm tay công chúa nè, cô chú nè. Mom, what's the song? Trời ơi, you wanna marry me? I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Over, sideways, and under. On a magic carpet ride. I hope you were. A dazzling place I never knew. Không, mày phải mở cái nhạc này cho con nghe lại quá trời ơi, con quên rồi. Nhớ tối nay về nói mẹ mở cho con nghe nhạc bài đó nha. Dạ mẹ. Chứ quên. Can you turn off my music? À, giờ muốn coi phim mà hả?
Bây giờ muốn vô nhà ngồi nằm coi phim hả? Thôi được rồi. À, rồi bây giờ nó, thôi bây giờ nó mệt. Được được. Bây giờ nó mệt rồi, nó muốn đi vô giường nằm rồi cô chú ơi. Ấy nó nghe nè, nó nghe nè. Đem cái bông hoa này vô nói với ba, do you wanna marry me? Đi vô 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 nó. Nói lớn lên nha. Yeah. You, hả? Oh, that's weird. That's weird to do it. À, rồi vô đi. Kiều 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 ba. Kiều ba, kiều ba đi vô kiều ba, lẹ lên. Sao vậy? Vui cho vui, chơi cho vui. Pretend, pretend, đi vô pretend. Không làm hả? Hả? Trời ơi, cái bông này đẹp mà con không có tặng mẹ gì hết. Ác chay này kỳ. Ờ, quên nữa. Rồi thôi, giờ, giờ nó mệt rồi đó. Đây, chị hai, vô ăn giùm em. Rồi, giờ ok nè chị hai nè. Không, 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 không chơi vậy. Giờ nó vô, nó mệt rồi cô chú. Giờ nó sẽ vô, nó ăn uống, nó nghỉ ngơi. Rồi nó coi phim một hình tiếp. Con xịt mẹ cháy. Cưng. Cái con chay này. Đó, có được rồi không? Stop, stop. Rồi, ok. Giờ bây giờ chào cô tạm biệt cô chú nha. Cảm ơn cô chú đã xem bộ phim Mẹ và Chay đóng hôm nay. Hy vọng là cô chú thích bộ phim này và không nghĩ là mẹ chay đã nói chuyện quá nhiều trong clip này. Ok, bye bye. Bye bye. I love you cô chú. Đúng rồi.